chào, Minh Xù cùng với Sam xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với một game show đầy hấp dẫn với tên gọi Đối thủ bí ẩn. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vinhouse thực hiện và được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 20:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Anh nôn lắm Sam ơi, thật sự là tới khung giờ này nha là anh muốn gặp gỡ những người nghệ sĩ khách mời nè, đặc biệt là những đối thủ bí ẩn của chương trình. Họ luôn luôn tạo ra những cái màn đối đầu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Và ngay bây giờ thì không để quý vị khán giả phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba khách mời đáng yêu của ngày hôm nay. Xin mời diễn viên Bibi Trần. Cái gì vậy? Năng lượng. Và tiếp theo diễn viên Ngọc Phước. Hay quá. Trời ơi, giỏi giang quá. Đi diễn xiếc hả? Và Võ Tấn Phát. Không biết là đội của chúng ta đã đặt được cái tên gì cho đội của mình chưa? Ok. Đoán xem. Anh đoán nha, đó là một cái đội mà sẽ có nhiều màu sắc. Vậy thì đội sắc màu đúng không? Không, anh đoán xem là cái tên đội á anh. Đoán xem. Tên tạo được sự tò mò cho đối thủ. Đó, chính xác. Nếu mình đọc kỹ là đoán xem, còn nếu mà đọc nhanh nhanh á là đón xem, là quý vị khán giả đón đó, xem. Hay quá. Chương trình của chúng ta sẽ có hai vòng thi. Vòng đầu tiên là vòng đối đầu. Yep. Ở vòng đối đầu chúng ta sẽ có 5 đối thủ bí ẩn đứng đằng sau 5 ô số kia. Dữ vậy chị, tụi em có 3 người mà phải đấu tới 5 người. Bình tĩnh, 5 đối thủ này sẽ tương ứng với 5 thử thách khác nhau. Rồi. Chỉ cần các bạn chiến thắng được 3/5 thử thách thì các bạn đã có một tấm vé bước vào vòng đặc biệt rồi. Trong mọi thử thách của chương trình sẽ có một cái phong bì cũng rất là bí ẩn. Các bạn chiến thắng, các bạn sở hữu được nó. Giá trị cao nhất của mỗi thử thách có số tiền lên tới 10 triệu đồng. Wow. Một thử thách thôi. Ủa? Và có thể thấp nhất 50.000 đồng. Wow. Cái này ngạc nhiên thiệt nè. Bất ngờ luôn á. Là có nghĩa là mình thua mình vẫn được tiền hả chị? Không, mình phải thắng đối thủ bí ẩn thì mình mới giành được cái phong bì mà họ đang cầm. Nói chung là phải thắng. Chơi là phải thắng. Rồi, luật chơi đã rõ. 5 đối thủ bí ẩn của chúng tôi cũng đã sẵn sàng. Xin mời tất cả quý vị đến với vòng đầu tiên với tên gọi Vòng đối đầu. Ở trong vòng đối đầu này thì chương trình đã chuẩn bị sẵn 5 thử thách dành cho các khách mời của chúng ta. Nào, bây giờ hãy cùng xem menu thử thách của chương trình ngày hôm nay nha. Trận đấu bất ngờ, không thể rời mắt, vòng xoay vô tận, mặt nước sóng sánh, và cuối cùng là hỏi nhanh đáp nhanh. Đây, bây giờ ai? Bóc tách Ngọc Phước ra chơi trước. Ê, chắc chắn rồi, trong đội này có mình em là nam mà. Trong đội này toàn nam, chỉ có một mình em là nữ thôi. Thì em phải lady first. Em không. Nếu như em phải phụ nữ thì em không ra. Vậy em gọi đi luôn á. Ủa? Thôi đó chứ mà mấy anh cứ đùn đẩy vậy hoài thì em phải ra thôi. À, không ai đùn đẩy đâu. Ai đùn á. Thứ nhất là em không cần phải đi đâu á, em cứ ngồi đó, chơi tại chỗ. Em nhìn đúng về rồi. Phía trước, nhìn về phía trước. Đó, em nhìn đi. Em bấm cái nút màu xanh trước mặt, nó sẽ dự đoán hôm nay em sẽ chơi trò chơi gì. 1 2 3 bấm. Và đó là trận đấu bất ngờ. Mà anh thấy từ bất ngờ nữa, không biết chơi gì ta. Solo 1-1. Có khi nào mà chơi úp sọt không? Đánh lén hay trận đấu bất ngờ mà. Không, mà thường bất ngờ là mình không có đoán được đâu. Đoán thì làm sao bất ngờ đúng không? Đúng rồi. Mình chơi đi mình mới biết được. Đúng. Trước khi chơi. Đúng. Đó, thì Ngọc Phước phải lựa chọn đối thủ của mình. Em thì em thấy trước giờ Phước cũng hay thích mà đứng sau người ta lắm. Thôi được rồi, em đứng thứ hai thì đâu ai đứng thứ nhất được. Bây giờ cứ ép em như vậy á, thứ hai đại đi. Số 2. Xin mời đối thủ bí ẩn số 2. Dạ, em tên là Phước Thọ. Em đang học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ca sĩ nha. Nãy giờ chả thấy là Phước nó lúng la lúng liếng lắm rồi. Ôi, Phước ơi. Bây giờ cả hai sẽ nói những cái lời thách đấu.
đấu với nhau, làm sao cho đối thủ của mình e sợ. Phước, thách đấu, nói thì Phước. Ngon thì yêu tôi đi. À, đó, thách đấu. Bạn ngon hả? Bạn quen tôi đi. Đó, phải vậy chứ. Sợ liền, sợ liền. Yêu thiếu. Yêu thiếu. Dính rồi. Trời đất ơi, tới đây chơi trò chơi vận động game show thách đấu yêu đương cái gì? Phước. Dạ. Tiền là ở đây. Tiền là ở đó. Tiền là ở đây. Nhưng mà Phước nên nhớ nha, tiền đó là tiền chung của cả đội mình. Đúng rồi. Do đó cái trách nhiệm nặng nề lắm. Còn tình yêu của em thì sao? Bỏ vào thôi nha. Bỏ vào thôi nha. Tiền thì chung, nhưng em là cô chị. Nhưng em là cô chị. Thôi chết rồi, mà nó nói giọng trầm nữa mới chết chứ. Tôi lo là nó mất tinh thần, nó không thi được quá. Thì đó, bây giờ bạn nào chiến thắng thử thách này sẽ nhận được phong bì này, và chúng ta sẽ bật mí số tiền thưởng là bao nhiêu sau khi trận đấu kết thúc. Ok. Rồi bây giờ hai bạn sẵn sàng bước vào cuộc đấu chưa? Dạ sẵn sàng. Và thử thách của các bạn là trận đấu bất ngờ. Trận đấu bất ngờ. Trên bảng có 9 con số tương đương với 9 dụng cụ. Người chơi chọn số và lấy món dụng cụ ngẫu nhiên để đấu bóng bàn. Ai đánh được 5 điểm trước sẽ chiến thắng ở hiệp đó. Ai thắng 2/3 hiệp đấu sẽ chiến thắng chung cuộc. Bây giờ ở trên màn hình chúng ta sẽ thấy gồm có 9 ô số. Trước khi bước vào lượt thi đấu đầu tiên thì cả hai đối thủ của chúng ta hãy lựa chọn dụng cụ để có thể hỗ trợ cho mình trong thử thách này. Bây giờ Phước chọn số mấy trước? Em chọn số 6 đi ạ. Mời ô số 6. Món đồ của chúng ta là gì? Quyển sách. Ê, đỡ quá, đỡ quá. Hay, được ấy, hay. Nặng ha. Cũng hơi quá. Nặng nha. Thọ, em chọn số mấy? Em kế dì Phước. Em chọn số 5. Số 5, xin mời. Ê, được nha. Trời đất, Cố lên. Trời ơi. Rồi, mời hai đối thủ. Thật sự là em quý Thọ chứ, yêu Thọ nhiều. Không nên tự đắc. À quên, không nên đắc hả? Đây, trên tay Minh Sù chỉ có một quả banh thôi nha. Nếu như banh nằm bên tay nào thì bạn đó là người phát banh trước. Bây giờ ai chọn tay trái, ai chọn tay phải? Em chọn tay phải đi ạ. Vậy em có muốn chọn tay trái không? Thì bay mất buộc phải chọn tay trái rồi. Ba, tay trái. Không có banh, chúc mừng Ngọc Phương. Hay quá. Khó, nặng à. Cặp này lên chuột luôn á chứ. Lên chuột á. Ráng em. 3, 2, 1, bắt đầu. Mạnh lên. Lên. Hay. Hey. Hay quá, chúc mừng. Hay quá. 1-0. Không phải. Ai thắng thì mình sẽ được tiếp tục. Đúng rồi. Hey. Trời, hay quá. 2-0 thì mình gặp Phước. Mỗi lần nhiều quá em không nhìn được luôn á. Hey, đánh nào. Rồi, hay đó. Nhưng mà chị đỏ rồi. Ra ngoài. Nhưng mà nó đâu có đụng đâu. 3-0 thì mình gặp Phước. Tiếp tục. Em đang nhường chị đó. Đánh em. Mà Ngọc Phước bóp nhảy lại. Ừ. Thọ, đừng để tình yêu làm cho mù mắt hiểu không Thọ? Đổi lên. Em mù nè. Lên. Đổi lên em ơi. Hey. Rồi thua luôn. 5-1 nghiêng về Ngọc Phước. Coi như là Ngọc Phước đã chiến thắng ở cái lượt thi đấu đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với lượt thi đấu thứ hai. Và lượt thứ hai, các bạn được quyền lựa chọn một món đồ khác. Rồi. Ngọc Phước, bạn lựa chọn ô số mấy? Em nhường cho Thọ chọn trước luôn. Em chọn ô số 2. Số 2. Xin mời ô số 2. Ra cây vợt đánh bóng bàn, các em quỵ liền. Không nhưng... Trời ơi, cái số em rồi em ơi. Quý vị mến, đây là trò chơi bowling mà kết hợp cùng với bóng bàn thì không biết quánh kiểu gì. Cái này em đánh bóng em đã không biết đánh rồi, em còn chọn đồ độc không à. Còn Phước lựa chọn ô số mấy? Dạ em chọn. Có muốn kế bạn không? Có muốn kế bạn không? Kế bạn vậy chọn số 1 đi, kế bạn đi. Số 1, xin mời.
Hay quá Phương ơi, trời ơi cái mâm. Cái mâm. Tính chơi ra. Gì nữa anh ơi, thắng luôn rồi chơi gì nữa. Mày không có. Ủa, biết đâu cái này nó nhỏ dễ đánh hơn, còn kia bự quá bé cầm không nổi. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là lượt 2. Hay quá. Lượt 2 bắt đầu. Thua. Thua. Anh sao nói vậy? Sao cái vậy? Nó khó nha Phương nha, bình tĩnh. Không, rồi, tại rồi. Vì nãy giờ thấy Thọ nó bị thua nhiều, nhiều. Cái em bé bị thua nhiều. Nhường. Nhường mấy Thọ một hướng. Wow, cao cả, cao cả. Về Thọ. Đúng rồi. Cố lên em. Đúng rồi. Cố lên em. Nó quá rồi. Bé Thọ tầm 7. Mọi người, cái cảnh hồi nãy của bé Thọ gì nè. Chép anh nè. Cái bông như vậy đấy. Không hề. Dù không. Trái bánh như vậy nha. Cái này mình phải. Cái này nó về. Cái này mình đem nó về luôn. Lôi nó về. Lôi nó về liền. Tiếp. Hey. Đúng rồi. Ê. Có thuộc về Ngọc Phước. Đúng rồi. Hay á. Hay, hay, hay quá. Hay, hay quá. Trời ơi. Hai điều. Tí của em ơi. Chị từ từ. Khỏi từ từ em. Từ từ chị. Em có khả năng. Em. Ủa kỳ vậy, sao kỳ vậy? Hay. Hay quá. Cảm ơn chị. Trời ơi. Tuyệt vời em ơi. Tuyệt vời. Trời ơi, hay quá. Ủa này đổi nhà mình em ơi. Khoan, ủa đổi mình á. Bạn chung đội với mình á. Tại thấy em nó yếu thế quá cho nên là đúng. Ủng hộ. Nên vậy. Vô. Vô. Trời ơi. Ba đều. Ngọc Phước. Từ. Rồi. Hay. Thôi thua rồi. Trời thua ơi. Rồi. Em đánh cái tưng qua bên đây. Em đánh tưng qua đây là mừng thua. Vậy là 3-4. 3-4. Lượt phát tiếp theo. Quyết định nè. Có phải là quyết định hay không? Cuộc đánh này không muốn mầm nha. Không muốn mầm. Hay. Hey. Yeah. Đúng rồi. Trời ơi. Ai ơi. Kệ cứng quá, kệ cứng quá. Bây giờ, từ từ. Đây là trái quyết định. Phước thắng hay tiếp tục. 3-2-1 lên. Cố lên em ơi. Khoan, vì trái bóng này không chạm mặt bàn cho nên là Ngọc Phước thua. Không phải, không phải. Trong lượt này thì phần thắng của chúng ta đã nghiêng về Thọ. Yeah. Hay quá em ơi. Trời ơi. Chúng ta sẽ đến với lượt cuối cùng. Lượt quyết định. Biết đâu bây giờ cái vợt đánh bóng bàn còn sao mà lo nào. Gì bốc thăm được mà vô. Mình chơi chân chính mà, mình có sợ gì đâu chứ. Bây giờ Phước ơi, mình lựa chọn cái món đồ vật tiếp theo nè. Ok. Em chọn số 9. Số 8. Số 9. Số 8. Số 9. Số 8. Số 9. Số 8. Số 9. Năm sinh anh. Thôi hai người im lặng đi. Số 7. Trời ơi sao vậy? Hối hận. Hối hận. Hối hận. Trời ơi. Phước em kế chị Phước tiếp. Số 8. Số 8. Ủa em bữa nay em. Ủa? Sao rồi hôm nay em bước chân gì ra ngoài đường nha mọi người. Quý vị thân mến, đây là lượt cuối cùng xem ai sẽ là người chiến thắng với giá trị tiền thưởng bí ẩn ở đằng sau. Lượt 3 bắt đầu. Hay quá. Trời ơi tiếc quá, như vậy là 1-0. Chưa quen, chưa quen. Về Ngọc Phước. Ngọc Phước tới em. Hey. Một đều. Một đều, một đều. Tiếp tục các anh rồi. Hay quá, cố lên em ơi. Ủa. Trời. 2-1 nghiêng về Ngọc Phước, đánh thua xong cái. Không có khinh bạn, không có khinh bạn. 3-1. 3-1. À, được, được, được. Hay quá Phước ơi. Chuyên nghiệp luôn. 4-1. À, không biết là Phước Thọ bạn có muốn là dừng cuộc chơi luôn không ạ? À? Hay là bạn muốn chơi tiếp ạ? À? No. Bán đi. Giờ no. Coi em đặt ngược tình thế nè. Bình tĩnh. 3-2-1 bắt đầu. Qua. Hay. Qua. Hay. Hay. Phần thắng đã nghiêng về Ngọc Phước, do đó chiến thắng chung cuộc trong thử thách này thuộc về Ngọc Phước. Hay.
Em hãy tự mở ra từ và từ xem phong bì của em bao nhiêu tiền. Em xin phép nha. Mình rút từ từ thôi. Có một số không? Ba số không? Ba số không rồi. Cái này là hàng trăm ngàn rồi. Tiền triệu rồi, tiền triệu rồi. Anh Phước bình tĩnh, anh nói mà. Đừng có số 1, lớp số 1 nha. Thọ, em đứng chỗ khác đi. Sao vậy? Đổi gì vậy? Em không còn xứng đáng với chị nữa rồi. Ủa? Trời. Chị giàu có rồi. Mẹ. Và số tiền thưởng thôi, từ từ thôi. Cái nào số 0 luôn. Đâu rồi, đâu rồi. Hai triệu. Xin chúc mừng Ngọc Phước. Cảm ơn Thọ đã đến với chương trình. Không biết là trước khi chia tay em muốn nói gì với đối thủ Ngọc Phước không? Không, em hết lời để nói với chị Phước rồi. Vậy thôi, ban đầu chị nói là chị chọn em, xong cuối cùng chị chọn tiền. Chị nói chị ơi hồi nào cùng á. Trời ơi. Ủa sao lúc đầu em nói cái khác, giờ em nói cái khác vậy? Em có tiền rồi. Em nói lúc đầu em nói là em không có từ cần tiền, em đúng chỉ cần rồi. Tình yêu thôi. Em làm sao? Nhưng mà trai cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Cuộc sống mà. Ủa vậy? Em muốn chia tay. Anh đã biết sẽ đau đớn như vậy. Chúc mừng Ngọc Phước. Cảm ơn Phước Thọ đã đến với chương trình Đối thủ bí ẩn. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với Đối thủ bí ẩn ngày hôm nay. Ngọc Phước có thể là chiến thắng đầu tiên như vậy thì tạo nhiều niềm tin hơn cho hai thành viên còn lại rồi. Bây giờ ai sẽ là người chơi thứ hai? Phát. Trời. Ủa? Lẽ vậy? Có bàn bạc gì với nhau chưa? Dạ không, Phát đẩy em lên trong trận chiến đầu. Thì em là đẩy ăn lại. Đúng, em ăn miếng trả miếng mà. Nhưng trời, mà em thắng đó. Thì em đẩy anh, nhiều khi anh thắng rồi sao? Rồi có quyền, có quyền. Rồi có như vậy là Phát sẽ thi đấu ở lượt thứ hai này. Dạ. Trước tiên chúng ta hãy lựa chọn game dành cho bạn nha. Không thể rời mắt. Vòng xoay vô tận. Mặt nước sóng sánh. Và hỏi nhanh đáp nhanh. Xin mời. Chọn ạ. Lên. Không thể rời mắt. Phát đã lựa chọn được cái trò chơi rồi. Dạ. Bây giờ mình phải lựa luôn cái đối thủ. Dạ. Phát thích số mấy ạ? Em nghĩ là em chọn cái nhà ở giữa mặt tiền trung tâm đi. Xin mời. Đối thủ bị ẩn số 3. Yeah. Trời ơi. Trời ơi. Anh trời ơi. Tưởng ai ơi quen biết, ai về đã quắc rồi. À, bạn này là bạn này là bạn Phi đúng không ta? Phi Nguyễn. Phi Tiêu hả? Ủa sao 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 đúng 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 ra vậy? Quen, tụi em quen. Dạo này đâu có sửa gì nữa đâu mà mọi người nhìn không ra. Ủa vậy hả? Không, chính vì không sửa mà nhìn không ra đó. Alo, kỳ vậy? Không đúng á. Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Đối thủ bí ẩn. Mình tên là Phi Nguyễn, nghề nghiệp hiện tại của mình là diễn viên. Và đây là thử thách của hai bạn, đó chính là không thể rời mắt. Không thể rời mắt. Người chơi giữ banh thăng bằng trên một thanh trụ, sao cho banh không bị rớt và vượt qua các chướng ngại vật như bậc tam cấp, con dốc, sào ngang, sau đó hất banh vào ly ở cuối chặng. Sau 3 phút, ai thu thập được nhiều banh hơn sẽ chiến thắng thử thách này. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chỉ có 3 phút thôi nha. Sẵn sàng chưa anh? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Em lo quá, em mang về độn nó không? 3 phút bắt đầu. Võ Tấn Phát. Võ Tấn Phát. Nó đi kết thúc à. Trời ơi. Điệu. Rồi. Đi lại. Điệu làm cái gì? Điệu làm cái gì không biết. Người ta đi cơ bản thôi là được rồi. Bên trời ơi. Cố lên. Ê ê ê. 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 Ê ê. Hay quá Phát ơi, Phi bình tĩnh. Trời ơi. Phi ơi, làm lại Phi nhẹ ơi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Vô. Trời ơi. Phi phải đáng dũng. Hay quá. Ok. Hay quá, giỏi rồi. Hay quá. Rồi. Tiếp, tiếp. Vô rồi. Vô không giải rồi. Ra rồi, chị lại chúc mừng em gì hết. Mất thời gian rồi, mất thời gian. Quý vị thân mến, từ từ có vẻ như ngang không tài, ngang sức. Không kết quốc nha. Ủa rồi, Phát ơi, từ từ thôi. Không hay cần quá nhanh. Phát ơi, trời ơi, đẹp quá Phát ơi. Đẹo nữa, đẹo nữa. Không cần tốc độ, chỉ cần kỹ thuật. Không bây giờ ráng vô nha. Cần kỹ thuật, không bây giờ ráng vô. Đẹo lên, rồi lại luôn đi ơi. Phát ơi, ráng vô nha. Nhẹ nhàng nè, chống nạnh luôn Phát ơi. Chống nạnh vô, rồi bắt đầu. Nhẹ nhàng, tinh tế. Không có lóc chóc nha.
Trời ơi. Đi về luôn. Sao vậy? Ủa, trời ơi. Bao lên, bao lên, tiết kiệm thời gian. Một như vậy con bé này. U là trời. Làm lại. Thoang thoát, thoang thoát lên nào. Bây giờ xiết xiết lên nha. Bây giờ là phát bắt đầu là rằng rồi nha. Bắt đầu là vô cùng rồi nha. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đi. Ủa giá thật sự. Người ta sợ em nha. Đồng đội đâu? Đồng đội đây, đồng đội đây. Hay quá. Trời ơi, sao mà trời ơi. Sao có thể như vậy? Sao có thể từ 1 thành 2 như thế này? Cố lên Phi ơi, bình tĩnh. Đừng vội, đừng vội, bình tĩnh, bình tĩnh. Cái chỗ này nha, giữ vững cái tay lại Phi. Vô nha. Rồi, hấp lên. Từ từ đó hả? Ơi. Lẹ lên, lẹ lên. Ráng cầm bác ơi, cái này nó quan trọng lắm. Mình vô trái đi cho mình yên tâm. Tập trung, tập trung, tập trung. Lẹ lên. Trời ơi, còn 45 giây thôi. Ơi. Tính đâu, tính đâu, tính đâu. Tiếp, 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 tiếp ở đây, tiếp ở đây, tiếp ở đây. Ok. Từ từ Phát ơi, có kìa. Phát ơi, bây giờ là dù cái tao bóng đạn, dù tao bóng đạn. Bình tĩnh. Cái này ráng vô đi. Bây giờ cái này là cái cơ hội cuối cùng mà là thời gian được hết. Bình tĩnh. Trời ơi, bị nghệ luôn á trời. Không có háo thắng. Ráng, ráng, ráng. Hai. Ơi. Hai. Ơi. Hai. Trời ơi. Nhanh lên, không biết kịp không nè. 20 giây nha. 20 giây cuối cùng rồi. Chúng ta còn 15 giây một cuối cùng. Một trái nữa thôi. Một trái thôi, ăn gian kìa, ăn gian kìa. Một trái thôi bác ơi. Trời ơi, trời ơi. Ủa. Chớ rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Vô. Quý vị thân mến, kết thúc trò chơi này của chúng tôi. Kết quả như sau. Một nghiêng về Võ Tấn Phát, không nghiêng về Phi Nguyễn. Vậy người chơi chiến thắng ngày hôm nay xin được chúc mừng cho Võ Tấn Phát. Chúc mừng Võ Tấn Phát. Võ Tấn Phát. Võ Tấn Phát. Và đây là chiếc phong bì mà Võ Tấn Phát sẽ nhận được ở trong thử thách này. Không. Rồi bây giờ xin mời nha. Cái nhóm chấm bè mình có bây giờ. 10 triệu nè, 10 triệu nè. Lá lên, lá lên. Tiền, tiền, tiền. Ở kể nếu mình có tiền rồi mình có đền tiền. Lại sao? Nếu là 10 triệu chúng tôi xin được phép lấy lại 9 triệu rưỡi để đền bù cái cây này. Thôi khỏi rút luôn đi. Rồi. Wow. Có chấm rồi, có chấm rồi. Có chấm, có chấm. Hết rồi đó. Biết à, ngay là rồi. Chấm rồi, chấm rồi. Ba tiền. 1 số 0 nữa. Chịu phú rồi, chịu phú rồi. 1 số 0 nữa. Ba. Một cái dấu chấm nữa nè. 8 triệu cũng được. 8 triệu. Được. Quý vị thân mến, và số tiền Võ Tấn Phát mang về cho đội của mình đó chính là 3 triệu đồng tiếp theo. Như vậy tổng kết cả hai vòng thì đội của chúng ta đang có trong tay là 5 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn bạn. Chúng ta còn 3 thử thách. BB đã nhấn chuông. Thử thách dành cho BB ở trong những vòng này. Theo như cái vận tốc của BB thì nước sống sánh. Nghe thấy bác rồi nha. Chết rồi. Sao tiền cái em cái thấy nước tới nơi rồi. Có nước có tiền. Có tiền. Đúng rồi. Được. Ok, bây giờ chọn số đi ạ. 1, 4 và 5. Nãy giờ tụi mình đang đi lên mà. À, đó. Có đà mà. Tới đỉnh lên chứ anh. Lên tới đỉnh luôn. Em chọn số 1. Nhưng... số 5 luôn. Mình phải đi từ từ em à. Mình phải chắc chắn mới được. Em chọn số 4 đi. Xin mời bí ẩn số 4. Yeah. Mọi người, mình là Gấu và hiện tại mình đang là một YouTuber. Không. Chết rồi, tự nhiên hôm nay em gặp con gái em ngại ngùng quá. Ủa sao anh gặp con trong này? Sao vậy Phước? Bây giờ em có muốn động viên tinh thần cho đội của em không? Không xứng đáng để được động viên anh. Trời ơi. Tại sao vậy? Sao gặp con gái người ta thì không nở? Rồi còn tôi? Ừ. Tôi thì sao chứ? Thì trong mắt anh em đâu phải con gái đâu. Xin mời hai đối thủ sẵn sàng đến với thử thách mặt nước sống sánh. Mặt nước sống sánh
Người chơi lấy nước đổ vào khay ở đầu chặng và di chuyển khay nước vượt qua những chướng ngại vật như con dốc, bạc nhúng và bập bênh. Sau đó đổ nước vào bình ở cuối chặng. Sau 3 phút, ai lấy được nhiều lượng nước hơn sẽ chiến thắng thử thách này. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Đây, 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 đây. Em có gì không? Từ từ để cho nó. Ôi, A Di ơi. Ôi, 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 mẹ đỡ, mẹ đỡ, mẹ đỡ nè. Nó không có đơn giản. Thế nào? Không sao, không sao, không sao, không sao. Một tay, một tay thôi, một tay thôi, một tay. Được. Ôi, ôi, ôi. Chạy xuống luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Gấu ơi. Được, mọi người. Mọi người, né qua. Cố lên, cố lên. Không được, không được, không được. Một tay giữ thăng bằng, giữ thăng bằng Gấu. Được, lên luôn, lên luôn. Hỗ trợ nhiệt tình. Không, không được dịch, không được dịch. Không được dịch. Bình tĩnh. Trời ơi. Rồi, dùng chân, dùng chân. Cố lên nha. Anh ơi. Cố lên. Anh Sù, anh canh bữa nay, em canh bên này ăn vàng quá. Ok, ok. Nước, rồi. Nước. Hay quá, hay quá, hay quá. Đổ bằng hai tay được nha. Hai tay được mà. Rồi, trời ơi, nhanh vậy em ơi. Trời ơi, bình tĩnh không sao Gấu, tiếp tục đứng lên nó biết là đó là chừng áo đổ là rồi đổ nước chừng áo đổ là rồi đi mọi người anh sao về Gấu ơi anh sao về Gấu ơi từ từ chạy nhanh nhiều quá không trời ơi nó chụp nước bên kia thôi bị nhiều quá nha cẩn thận Sam ơi cẩn thận chị ơi có chuyện đổ vô người chị nè rồi trời ơi còn một ít nữa đừng để đổ nhá ở dưới mới được trời ơi khó quá vậy nè bình tĩnh gấu không sao mọi người yên tâm em cố gắng nhiều nước lên em nghề lắm mọi người à thấy chưa nghề chưa vậy là nghề chưa đây ở bên đây bạn bên đây thì cô gái rất là khéo léo nha đổ rất khéo léo đặc biệt là không tới luôn anh trai ơi tới luôn anh trai bớt chậm ai da trời ơi đổ vô lẹ đẩy gì vậy trời ơi cái độ bên đây cố lên Gấu ơi bình tĩnh cố gắng lấy nhiều nước lên nha bên kia là cái mực người ta cao lắm á đúng rồi xong nhanh lên tự vô cái này tự vô khuỷu á giống gì chị gấu tự vô khuỷu á ai chỉ là mọi người nha từ từ cố lên Gấu ơi thôi đi hết mình còn 48 giây kẹp hết rồi kẹp đáp 48 giây rồi hơn rồi đó hả ổn cái biết anh Sù ổn BB cẩn thận ổn chứ ạ quan trọng anh thôi quan trọng anh thôi chị ơi phải giữ thần thái nữa một tay nha không ai bỏ không sao giữ bình tĩnh thăng bằng rồi ủa cái đội bên đây ê lát nữa tôi đổ ra nha lát nữa tôi đổ ra lên anh ơi cái đội bên đây quá ghê rồi em Sam ơi em là phải theo sát em phải theo sát mới được theo sát ở bên đó cô lên Gấu ơi rồi đổ là vô rồi hiểu rồi ở hiểu chưa hiểu, là tại vì... hiểu nguyên lý của nó chưa à họ hiểu đang công hiểu đó như vậy là đang công hiểu nha công hiểu nha kể không không sao không đi em ổn bình tĩnh Gấu bình tĩnh đừng mọi người đừng có lụp chụp đừng lộng cộng hết chưa Sam, em hãy để sát bên coi. Tụi em vẫn cao hơn. Cao hơn. Đâu, bên này nhiều hơn chứ. Bên em dĩnh hơn. Không, bên này mình nhiều hơn bên nè. Bên đây nhận được là 750ml. Ở bên đây là 700... 55. 700ml nhưng trừ 200ml vì ăn gian. Cho nên là 19 tháng rồi. Gấu xuống. Mệt mỏi của chúng ta sẽ được xoa dịu liền đó. Ủa em đâu có được đâu mà xoa dịu. Đâu đây nè em Gấu. Không cần xoa dịu. Em về thì cho đồng đội mình tự xoa mình. Với việc chiến thắng Gấu Doan sẽ sở hữu số tiền bí ẩn này 50 ngàn. Nó là con số 50 ngàn. Hàng trăm rồi. 5 triệu. Rất cảm ơn BB Trần chị đã nhường cho chị. Chị rất ổ đi ơi. Em lấy xe về luôn. Đâu em còn mà trời ơi, em bảo chị chia cho em. Không. Không luôn. Đúng không. Em chỉ là chơi tiếp để em nhận quà thôi. Đúng rồi, chính xác. Chúc mừng cho Gấu Doan.
Như vậy là trải qua 3 thử thách ngày hôm nay thì đội đoán xem của chúng ta vẫn đang mang về cho mình 5 triệu đồng. Cảm ơn Câu Xoa đã đến với chương trình và chúc cho bạn sẽ luôn luôn tuyệt vời như thế. Đặc biệt ngày hôm nay chúc mừng với 5 triệu. Yeah. Nhiều ra ít bị. Em bị số phận. Ngọc Phước sẽ là người thi đấu tiếp theo. Dạ, vậy chúng ta sẽ cùng xem những game còn lại nha. Vòng xoay vô tận hay hỏi nhanh đáp nhanh? Bám. À, vòng xoay vô tận, em muốn xoay. Nghe hấp dẫn nè. Hôm nay muốn xoay. Hỏi nhanh đáp nhanh đi. Vòng xoay. Không, em muốn xoay. Thôi em ơi, em sẽ tới vô tận luôn. Em xoay. Trời ơi, cũng vậy. Hỏi nhanh đáp nhanh. 1 hay 5? Tiến lên. Tiến lên, number 5. Số 5, I choose number 5. Who is number 5? Wow. Dễ thương. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyên Juni. Thì em đang là ca sĩ, diễn viên, bán trà sữa với lại bán cá viên chiên ạ. Quá trời. Thế là vừa làm nghệ sĩ mà vừa business nữa. Xin mời hai bạn. Câu hỏi đầu tiên. Món thắng cố truyền thống được chế biến từ loại thịt gì? Chưa có hết. Đúng. Hết. Hay quá. Yeah. Mời Ngọc Phước. Đừng tự hào về em. Em xin phép trả lời câu hỏi ngựa. Yeah. Tuyệt vời. Xin chúc mừng Ngọc Phước. Anh biết tại sao mà em tự tin vậy không? Tại vì em với Ngọc Phước đã từng đi Sapa và từng biết cái món thắng cố này rồi. Ăn thử chưa? Em ăn thử rồi. Ăn thắng cố rồi thì phải cố cho thắng nha. Hay quá. Tới công chuyện. Hay quá. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Hãy kể tên 3 tỉnh ở nước ta, trong đó có một chữ đồng âm với tên của một loài động vật. Chưa hết. Đúng. Tới khi nào mà Minh Sù buông cái từ đó ra thì mình mới bấm cái đó một cái hết. Này, hết rồi đó, hết rồi. Hay quá. Phải tự nhắc. Nhớ thì Phước. À, đồng âm với lại động vật hả anh? Đúng rồi, động vật. À, sóc trăng. Có con sóc. Hai con luôn. À, con trăng kia, trăng gái vậy. À, đồng nai. Đồng nai. Sơn La. Yeah. Sơn La. Chúc mừng. Quá dữ. Hay quá. Em quên bé quá. Ơi, em có chơi không? Dạ có. Sam ơi, chọn một câu dễ dễ cho bé. Câu này khá dễ nha. Khá dễ mà chậm cũng vậy đó. Chỉ cần có tuổi thơ là sẽ trả lời được câu này. Câu hỏi của chúng ta như sau. Trong bài hát Úp Lá Khoai. Biết bài này không? Úp Lá Khoai, Hài Trong Trong. Các bé mặc bao nhiêu màu áo? Trời. Hết rồi kìa. Mời Phước. Hát cũng được. Mặc áo trắng, đưa mặc áo xanh, đưa xếp lồng đèn, đưa cầm ống thụt, thụt ra thụt vô, thụt nhầm bụi chui. Hai. Và đây là một đáp án. Sai. Ừ. Mời em. Một hả là ba. 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 Đó là đáp án không chính xác. Ủa đây, đáp án của chúng ta nè, đừng có thắc mắc. Đây, hát liền. Úp lá khoai 12 trong trong, đưa mặc áo trắng, đưa mặc áo đen. Đó nha. Dạ, đúng rồi. Xong rồi nè. Cái lời 2 của nó đó là úp lá khoai 12 trong trong, đưa mặc áo tim, đưa mặc áo xanh. Ủa là có cái lời 2 đúng hả liền? Có rồi. Dễ quá. Hai lời nữa chứ. Người ta hỏi là trong bài hát có nghĩa là không giới hạn lời 1 hay lời 2. Đúng rồi. Cái này là 4 mới là đáp án chính xác. Rất tiếc nha. Chúng tôi sai. Ok. Câu hỏi tiếp theo như sau. Câu này là câu đố mẹo. Cầu gì biết chạy? Dạ. Cầu gì biết chạy? Hết. Hết. Hết rồi kìa, bấm đi. Cầu đó đó. Đá cầu á. Biết chạy. Mời em. Cầu chạy hả? Cầu gì biết chạy? Cầu gì mà biết chạy trời. Cầu gì biết chạy? 5 4 Cầu ba. Ba. Cầu lông. 2 Chốt. Hết giờ, em chốt là gì? Cầu gì? Không chính xác. Và cầu gì biết chạy? Trời Phước ơi. Cầu thủ. Cầu thủ. Chính xác. Vô.
Thiệt hả? Ừ. Cầu thủ là chạy đá banh á, sút bao chạy á. Em ơi, cố gắng lên. Tỷ số đang là 3-0. Em ơi, cố gắng lên nha. Dạ. 4 câu mà 3-0 rồi. Mọi người, anh đừng có nhấn, anh đừng có nhấn vào cái không đó. Okay. Nếu như mà Ngọc Phước thắng thêm 2 câu nữa thì coi như là sẽ thắng luôn chung cuộc. Đúng rồi, dạ. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo dành cho các bạn. Kiến thợ. Kiến con kiến thợ. Con kiến thợ. Kiến thợ á. Đó, là kiến cái hay kiến đực? Hết. Em biết cái này, em có coi thấy giọng giật của anh ta. Và đáp án của em là kiến cái. Đáp án chính xác. Yeah. Đầy tự tin và kiêu kỳ quá. Ủa, em phải trốn. Hay quá. Phải Ngọc Phước không? Một cái nhìn khác đúng chưa? Một cái nhìn khác về tôi đúng chưa? Ủa, phải Ngọc Phước không? Hồi nãy ai trả lời phải nói đâu. Ai dụ em vậy? Chỉ cần một câu nữa thôi là chúng ta sẽ chiến thắng luôn. Đồng ý. Câu hỏi như sau. Bố mẹ có 6 người con trai. 6 con trai. Mỗi người con trai có một cô em gái. Hỏi gia đình này có bao nhiêu người? Hết. Mời Ngọc Phước. 7 người. 7. Chính xác chưa? Không, tính luôn ba mẹ không ạ? Bố mẹ có 6 người con trai. Bố mẹ là 2 nè. 6 anh trai, 6 anh con trai. Với cô bé em gái. Mỗi anh trai có một cô em gái. Từ từ, 2 với 6 là 8, 8 với 1 là 9. 9. Chính chưa? Chính, em gái là em gái út. Thì anh nào cũng có một đứa em gái út. Em ơi, lỡ gia đình này single mom hay sao? Bố mẹ có nghe không? Cái hệ thống âm thanh của mình không? Không, không có nhận thức được. Gia đình này tính luôn cả bố mẹ thì có 9 người. Chính xác. Trời ơi, Ngọc Phước, Ngọc Phước. Quý vị thân mến, thật sự ra thì chương trình còn nhiều câu hỏi nữa. Chúng tôi có tới 10 câu hỏi nhưng mà đọc 6 câu, Ngọc Phước đã chiến thắng cả 5 câu rồi. Cho nên là Juni, bạn cũng không có cơ hội để lội ngược dòng chiến thắng nữa. Cho nên chiến thắng chung cuộc thuộc về Ngọc Phước. Yeah. Hay quá. Và bây giờ sẽ là giây phút quan trọng dành cho Ngọc Phước. Tiền cái linh cảm đó. Không, em mong là em sẽ mang lại những gì tươi đẹp cho chị. Trời ơi, hay quá. Tổng kết cả 4 thử thách thì đội của các bạn đang có giá trị tiền thưởng là 13 triệu đồng. Cảm ơn Juni và đặc biệt chúc mừng cho Ngọc Phước đã giành được cái tấm vé bước vào vòng đặc biệt cùng với đội của mình. Chúc mừng. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với vòng đặc biệt ngày hôm nay của chương trình Đối thủ bí ẩn dành cho đội khách mời vô cùng dễ thương và duyên dáng. Và đặc biệt hơn hết, họ đã mang về số tiền thưởng hiện tại đang có là 13 triệu đồng. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là với 13 triệu đồng mà hiện tại đội của chúng ta đang có thì các bạn dự định là sẽ đặt cược bao nhiêu cho vòng này? Đặt hết à? Hết à? Trời ơi, cái gì em mấy đây? À. Bây giờ là all in thôi, đừng cả ngã về không. Không, không, không. Bây giờ phải tính gì nè. Bây giờ mình ba đứa mà 13 triệu thì bây giờ phải chia cho ba đứa để có tiền xăng, tiền cổ. Bây giờ trừ nó lẻ ra đi. 13 chia 3 nó. Bây giờ 13 lẻ. Chia 3 là mỗi đứa 3 triệu, trước đi là ba đứa là 9 triệu. Vậy sao không lấy 1 triệu còn... ra còn 12 triệu mỗi đứa 4 triệu còn 1 triệu. Ngốc. 1 triệu đó để đâu? 1 triệu. Đơn giản nè, giờ 13 triệu hay là giữ lại 3 triệu đi, có gì mỗi người còn triệu lấy 10 triệu ra để mà cô. Trời ơi, thấy không? Thấy tính hay ghê không? Nhà mà để hàng xóm tính làm sao? Phải, tính hay ghê không? Thôi, em cược hết. Ok, hết. Cược hết. Ủa, hết. Gan quá vậy? Vòng đặc biệt. Trên bàn sẽ có các rổ banh được đánh số từ 1 đến 9. Người chơi sẽ tính toán để lấy các trái banh sao cho tổng các chữ số trên banh phù hợp với điều kiện chương trình đưa ra. Nếu các bạn hoàn thành thử thách từ 45 giây trở xuống, các bạn sẽ được nhân 5 tiền cược. Nếu từ 46 đến 60 giây, các bạn sẽ được nhân 3 tiền cược. Nếu từ 61 đến 75 giây, các bạn sẽ được nhân 2 số tiền cược. Nếu trên 75 giây hoặc thực hiện thử thách thất bại thì các bạn sẽ mất hết số tiền đã đặt cược. Và bây giờ con số mà chương trình đưa ra cho các bạn đó chính là 313. Và yêu cầu là trong đó phải có 5 con số 5 và 5 con số 8. Thời gian bắt đầu. Lấy liền. Em lấy số 5, em lấy số... Anh lấy con đó lên trước đi. Rồi lấy anh lấy trước đi. Anh lấy số 5 trước đi. Số 7 nè, số 7 nè. Anh lấy số 5 trước, anh lấy số 5 trước. Ai tính vậy? Em tính. Rồi em báo cho mấy bạn đi, đi lấy cái gì? 3, 4, 5. Nhanh lên, nhanh tay lên. Số 8. Nhanh tay lên. 5 số 8 nè. Ủa, cái nào số 6 nào số 9 vậy? Số 6 là 313. Cái nè có cái gạch tích nè. 313 đúng không?
Nhanh lên, nhanh lên. Rồi 28 giây rồi. 29, 30 giây rồi. Lấy về xong 30 rồi. 32, 34. Anh lấy được 70 rồi đó. 8, 40. Anh lấy 70 rồi đó. Xong chưa? Xong chưa? Dừng không? Xong dừng. Dừng, 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 dừng. Dừng. Dừng thời gian. Ủa đúng chưa? Trời ơi, phải không? Mà sao mọi người làm nhanh quá vậy? Em đang bị bất ngờ luôn á. Em còn đang bị bất ngờ nè. Em đang không hiểu là trước mắt là bình tĩnh. Hiện nay chúng tôi đang dừng lại ở số giây là 42 giây. Là nếu như mà thắng là được nhiêu anh? Nhân 5 lần. 5 luôn hả? Wow. Và Sam đang muốn hỏi là các bạn đã chắc với đáp án này chưa? Còn nếu như mà các bạn không chắc thì sẽ cho các bạn một cơ hội để đi bổ sung hoặc là bỏ lại những quả banh. Nhưng thời gian sẽ tiếp tục chạy. Tại vì Sam thấy là các bạn hoàn thành sớm quá à. Dường như nó rất là nhanh luôn và vội vàng á. Vậy thôi cho em chơi tính tiếp đi. Chắc chắn không? Bây giờ thời gian sẽ bắt đầu liền nha. Chắc chắn. 40 không? Đúng không? Và thời gian tiếp tục chạy. Em lấy mấy số 4? Thời gian sẽ tiếp tục chạy nha. 10 số 4, để 7 lại đi, em lấy 3 ra nè. Mấy số 6? 4 nè, 3, 5 rồi đó. 5, 6, 7 rồi. 51 giây. Rồi, 7 số 6 luôn. 7 số 6 để lại, 7 số 6 để lại. Anh 7 số 6 để lại, 7 số 6 để lại. 7 số 4 để lại, 7 số 6 để lại. Rồi rồi, còn cái chả số 8, số 3 đâu, để lại. Số 8, số 3 để lại cho em nha. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, nhanh nhanh nha. Nhanh Pháp ơi, nhanh Pháp ơi, nhanh Pháp ơi. Mình đâu có từng trả lại đâu đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Rồi bỏ bỏ lại rồi, dân 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 dân. Và hiện nay sau khi được tiếp tục tham gia, bởi vì thời gian của các bạn ấy vẫn còn trong giới hạn dưới 75 giây. Và sau khi hoàn thành xong lượt 2 thì các bạn đã dừng lại ở số giây là 1 phút 12 giây. Nếu thắng, các bạn sẽ được nhân 2 số tiền thưởng của mình. Chúng ta có 8 x 5, 40 con số 5. 40 con số 5. 5 con số 8. 5 con số 8 cũng 8 đã có. 7 con số 4, 7 con số 6. Và 1 con 1 số 3. Số 3. Tổng của những quả bóng đang có mặt ở trên bàn này của các bạn. Rất tiếc. Là nó chỉ có một chút xíu nữa thôi là sai rồi, bởi vì các bạn đúng đấy. Các bạn cũng đã mang về cho mình được giá trị tiền thưởng là 26 triệu. Wow. Đây là những kỷ niệm chương của đối thủ bí ẩn dành cho các bạn. Gửi cho các bạn nha. Cảm ơn Đoán Xem. Ok, quý vị thân mến, và ngày hôm nay chương trình khép lại tại đây, nhưng không phải chúng tôi dừng lại luôn. Tuần sau chúng ta vẫn có hẹn với nhau quý vị nha. 20 giờ 30 phút ngày thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Vinhouse thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.